Xin chào quý bà con. Cái vấn đề mà lá của mình á thường xuyên có bị đốm sập, bị cháy sập quanh lá, viền lá, làm cho lá cây của mình không thể nào phát triển cũng như là hấp thụ ánh sáng mặt trời, quang hợp tạo nên chất dinh dưỡng cho cây, thì là do những cái mầm bệnh như là vi khuẩn và nấm gây ra. Vậy làm sao có thể điều trị được cái căn bệnh đấy? Thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới cho mình một dòng sản phẩm, đó chính là Ichatot 900SB. Thì dòng sản phẩm này có những đặc tính và công dụng như thế nào? Thì hãy tiếp tục xem video này để em hỗ trợ mình nhé. Là một loại thuốc chữa bệnh, chứa hoạt chất đó là oxytetraxilin, hydrochloric và streptomycin sulfat. Thì đây Ichatot 900SB là một dòng thuốc trừ vi khuẩn thế hệ mới với sự cộng hưởng của cả hai hoạt chất trên. Thuốc trị được rất nhiều bệnh, đặc biệt đó là bệnh cháy bì lá, vàng lá, đốm sọc, thối thân, rồi đen bông, xì mũ. Thì ngoài ra các bệnh như héo xanh, đốm lá, chết cây con thì thuốc này đều có thể sử dụng được. Thì để sử dụng sản phẩm này hiệu quả, bà con có thể dùng một gói 5g pha cho một bình 25 lít nước đối với cây xoài. Còn đối với những loại cây trồng khác thì cứ một gói 30g bà con pha cho em một phi 200 lít nước. Và đối với rau màu thì bà con có thể pha gói 3g cho 16 lít nước, tùy vào từng loại cây và cũng như tùy vào từng tình trạng bệnh. Thì để được hỗ trợ sử dụng sản phẩm Ichatot 900 SB hiệu quả, bà con hãy liên hệ trực tiếp số hotline bên dưới, bên em sẽ hỗ trợ tận tình cho mình nhé. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều.